Em bố ạ. Tay đúng bố. Mẹ sao? Mở mắt này đó. Láng mà lấy ra là la dữ lắm này nè. Cục gì đó. Chưa dọn nữa luôn. Chim mà. À con gì con dế, con chim. Rồi. Qua với mẹ, qua với bố với cô nè. Cô cô làm đúng xong rồi qua đây làm tiếp được không? Hay là không chịu đi, chờ đợi ở đây hả?